Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 3, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc xác minh và báo cáo trường hợp sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa khu vực Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, trên phương tiện truyền thông có đăng tải thông tin phản ánh về trường hợp sự cố y khoa dẫn đến tử vong của sản phụ NTTD tại bệnh viện đa khoa khu vực Tháp 10. Người nhà bệnh nhân tố bệnh viện tắc trách. Cụ thể, theo phản ánh từ người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế của bệnh viện biết chị D nhóm máu hiếm ARH nhưng không kịp thời tư vấn hay cảnh báo gì từ bác sĩ và ca trực. Quá trình đỡ đẻ không có bác sĩ chuyên môn. Bác sĩ phụ trách ca trực là trưởng khoa sản nhưng do là chủ nhật nên không có mặt chỉ có y tá và điều dưỡng tiến hành đỡ đẻ. Khi đứa con của sản phụ chào đời thì sản phụ bị băng huyết sau sinh, lúc này đội ngũ y tá không thể giải quyết được mới gọi cho trưởng khoa. Khoảng 30 phút sau tái biến, bác sĩ trực có mặt nhưng cấp cứu không thành và báo cho gia đình biết bệnh viện không có máu dự trữ nhóm máu của sản phụ. Thậm chí khi người nhà bệnh nhân tập trung lại để đề nghị lấy máu để chuyên cấp cứu cho nạn nhân thì bác sĩ cho biết bệnh viện không có túi đựng máu. Sau đó, chị Đê được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp rồi tử vong vào 3 giờ ngày 18 tháng 3. Còn theo báo cáo của bệnh viện, sản phụ nhập viện khi thai 39 tuần. Ngồi xuôi, nhóm máu hiếm nhưng bệnh viện không có sẵn máu truyền trong kho. Đây là lần sinh con thứ ba của sản phụ. Cả hai lần sinh trước đó đều sinh thuận lợi ở bệnh viện này. 10 giờ sau nhập viện, sản phụ sinh thường cháu gái nặng 3kg nhưng xuất hiện tình trạng băng huyết, đờ cổ tử cung. Các bác sĩ cấp cứu truyền dịch trong tình trạng bệnh nhân không cải thiện, mất 1,7 lít máu, sản phụ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, cắt tử cung nhưng không qua khỏi. Về vụ việc này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra xác minh sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về Bộ Y tế vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em trước ngày 27 tháng 3 đồng thời chỉ đạo bệnh viện đa khoa khu vực Tháp 10 khẩn trương họp hội đồng chuyên môn nếu bệnh viện không đủ điều kiện thì sở y tế thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình tiếp đón chăm sóc xử trí đối với trường hợp sản phụ NTD thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng gặp gỡ chia sẻ động viên tới gia đình sản phụ đặc biệt xử lý nghiêm các tập thể cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn tinh thần thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành tiếp tục chỉ đạo và chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh chữa bệnh sản phụ khoa sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình nghiêm túc thực hiện theo các hướng dẫn và quy định của bộ y tế nhằm giảm tử vong mẹ tử vong sơ sinh trong công văn Bộ Y tế cho gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cũng nêu rõ, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cần xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành. Mới đây, ông Lê Trọng Thuần, giám đốc kinh doanh tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạng một thành viên Sawako đã cung cấp thông tin cụ thể về trường hợp ông Nguyễn Quốc Huy, ngụ quận 3, nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 năm 2024 hơn 57 triệu đồng. Tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Trọng Thuận cho biết, địa chỉ cấp nước này thuộc quản lý của công ty cổ phần cấp nước gia đình và kỳ hóa đơn tiền nước tháng 1 năm 2024, nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng. Vì công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn. Đến kỳ tính hóa đơn tháng 2, nhân viên đã tiếp cận đồng hồ nước của hộ gia đình này và thấy khối lượng sử dụng nước tăng lên như trong hóa đơn nhân viên của công ty sau đó đã kiểm tra rà soát hệ thống đường ống dẫn nước, hệ thống nước trong ngôi nhà, kiểm định đồng hồ nước. Trong trường hợp này, công ty cổ phần cấp nước gia đình áp dụng phương án tính hóa đơn nước kỳ tháng 2 vẫn bằng trung bình các kỳ trước là khoảng 20 mét khối. Sau khi có kết quả kiểm định đồng hồ nước, chúng tôi sẽ thông tin tới khách hàng và đưa ra hướng xử lý tiếp theo để đảm bảo khách quan cho khách hàng, ông Lê Trọng Thuần cho biết thêm. Trước đó, ông Nguyễn Quốc Huy, ngụ 490 Lê Văn Sĩ, quận 3, tá hỏa khi nhận hóa đơn tiền nước tháng 2 hơn 57 triệu đồng. Theo ông Huy, tháng 1, trước Tết, nhân viên đến đo đồng hồ nước nhưng gia đình đi vắng. Phía công ty lấy mặc định lượng nước sử dụng những tháng trước đó để ra hóa đơn và tính toán lại sau. Tháng 2, khi nhận mức phí sử dụng nước trên, ông Huy quá bất ngờ với số tiền 57 triệu đồng tăng đột biến, tương đương 3.000 mét khối, Trước đó, trung bình mỗi tháng, gia đình ông sử dụng khoảng 20 mét khối nước so với số tiền hơn 200.000 đồng. Ngày 20 tháng 3, ông Huy đã làm việc với công ty cổ phần cấp nước gia đình về hóa đơn nước gia đình trong tháng 2, bởi ông nghi ngờ đồng hồ nước có vấn đề mới xảy ra chuyện hy hữu như trên. Mới đây, sau một ngày nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn Bắc Ninh đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Trúc, sinh năm 1974, trú tại Từ Sơn Bắc Ninh, đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Hội đồng xét xử buộc ngân hàng này phải bồi thường thiệt hại cho bà Trúc 700 triệu đồng là một phần thiệt hại trong tài khoản mà bà mở tại ngân hàng này. Trước đó, ngày 18 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Từ Sơn đã mở phiên xử sơ thẩm vụ bà Trúc Kiện Việt Công Banh, yêu cầu ngân hàng này phải bồi thường toàn bộ số tiền là 11,9 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bà Trúc cho biết trong quá trình tư vấn, hướng dẫn bà mở tài khoản mới, nhân viên Việt Công Banh chi nhánh Kinh Bắc không giải thích cho bà hiểu rõ các quy định của Việt Công Banh, không hướng dẫn cho bà Trúc đọc các tài liệu, quy định trên bảng niêm yết thông tin bắt buộc ở sảnh giao dịch mà chỉ hướng dẫn điền thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại và ký vào ba chỗ trong tờ hợp đồng mở tài khoản. Luật sư của bà Trúc cho hay, Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc không hướng dẫn cho bà Trúc cách bảo mật số tiền trong tài khoản, không khuyến cáo cách phòng tránh kẻ gian tìm cách lấy cắp tiền trong tài khoản, hậu quả là bà Trúc đã bị mất toàn bộ số tiền trên. Cụ thể, ngày 22 tháng 4 năm 2022, bà đến Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc Bắc Ninh để mở tài khoản để giao dịch. Trong thời gian từ ngày 22 tháng 4 đến 24 tháng 4 năm 2022, bà Trúc và người nhà đã chuyển tổng số tiền là hơn 11,9 tỷ đồng vào tài khoản vừa được mở tại Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc. Tuy nhiên, sau khi mở tài khoản, bà Trúc không nhận được bất cứ cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn nào của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc về biến động số dư trong tài khoản vào số điện thoại mà bà đăng ký với Vietcombank khi mở. Do ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2022 là thứ bảy và chủ nhật, chi nhánh ngân hàng không giao dịch, nên sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022, bà Trúc đến Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc kiểm tra số dư tài khoản. Bà tá hỏa khi được nhân viên Vietcombank thông báo tài khoản của bà còn 114.718 đồng, trong khi bà Trúc không hề thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền nào. Đặc biệt sau khi biết việc bà Trúc mất tiền, từ nhân viên đến cán bộ quản lý của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc đã không hướng dẫn cho bà Trúc thực hiện trợ giúp khẩn cấp mà chỉ hướng dẫn bà đi trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, tại phiên xử sơ thẩm, đại diện Vietcombank đề nghị tòa không chấp nhận đơn khởi kiện của bà, lý do Vietcombank đã thực hiện đúng đầy đủ các quy định tư vấn, hướng dẫn thủ tục mở và sử dụng tài khoản cho khách hàng. Bà Trúc cho biết bà kháng cáo toàn bộ bản án đã tuyên của tòa án cấp sơ thẩm mà bà khởi kiện Vietcombank vì khoản tiền 700 triệu đồng được nhận bồi thường theo bản án đã tuyên là quá ít so với tổng số tiền 11,9 tỷ đồng bị mất. Mới đây, chia sẻ tại họp báo định kỳ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Hoàng Vũ, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Exim thông tin về vụ việc khách hàng PHA nợ tín dụng 8,5 triệu đồng thành nợ 8,8 tỷ đồng sau 11 năm. Theo ông Vũ, ngày 19 tháng 3, đại diện của Exim đã gặp gỡ với khách hàng, Exim Bank cùng với khách hàng trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hợp tác, thấu hiểu và chia sẻ, thống nhất phối hợp giải quyết vụ việc, đảm bảo quyền lợi của đôi bên trong thời gian sớm nhất. Ông Vũ nói, Exim Bank cùng khách hàng thống nhất xử lý vụ việc, đảm bảo mức lãi phí hợp lý, hợp tình cho hai bên và sẽ thông báo cho truyền thông trong thời gian sớm nhất, không có chuyện ngân hàng thu 8,8 tỷ, dứt khoát không có chuyện đó. Phó Tổng Giám đốc Exim Bank nói thêm, sự việc xảy ra chúng tôi rất lấy làm tiếc, và cho biết ngân hàng đã tích cực làm việc với khách hàng. Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Exim cũng chia sẻ thêm, đối với thẻ tín dụng quốc tế, ngân hàng đã tham khảo thị trường và các ngân hàng khác, đồng thời cũng xét đến yếu tố cạnh tranh trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Đối với trường hợp của khách hàng PHA, do khách hàng nợ thẻ quá hạn đến 11 năm, Thông thường, đối với quy trình xử lý nợ thẻ quá hạn của Eximbank, cán bộ xử lý thẻ của ngân hàng căn cứ tình hình nợ thẻ của khách hàng để đề xuất lãnh đạo một mức thu lãi, thu phí phù hợp trước khi làm việc với khách hàng. Số phí này phải trình cấp lãnh đạo phê duyệt trước khi báo cho khách hàng. Ông Vũ nói, tuy nhiên, trong trường hợp vừa rồi, cán bộ làm việc máy móc không thực hiện quy trình đó và gửi thông báo tới khách hàng dẫn đến sự bức xúc trong thời gian qua. Ông Vũ khẳng định, Exim đã làm việc với khách hàng cùng thỏa thuận và tìm cách xử lý đảm bảo hợp lý hợp tình. Ông Vũ nói, Exim Bank đảm bảo không thu 8,8 tỷ mà sẽ thu ở một mức phí hợp lý, nhưng không nói rõ mức phí hợp lý đó là bao nhiêu. Cũng tại họp báo, ông Võ Minh Tuấn, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên truyền thông, thống đốc ngân hàng nhà nước đã có văn bản yêu cầu Exim Bank xác minh vụ việc, phải làm việc với khách hàng, báo cáo về ngân hàng nhà nước cũng như thông tin đến các cơ quan báo chí. Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Exim đã làm việc với khách hàng và gửi báo cáo bằng văn bản đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng như Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trong sáng ngày 21 tháng 3. Chia sẻ về cách tính lãi của Exim Giám đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng con số gốc từ 8,5 triệu đồng sau 11 năm tăng 1.000 lần thành 8,8 tỷ đồng. Bất kỳ ai nghe qua đều thấy không hợp lý trong việc tính lãi. Theo ông Tuấn, đây là cách tính lãi kép. Trong tất cả các giao dịch, Riêng giao dịch thẻ tín dụng có nhiều đơn vị tính lãi như vậy, còn với các giao dịch thông thường khác thì quy định không được tính lãi kép. Liên quan đến vụ việc khách hàng bị biến khoản nợ 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ sau 11 năm mở thẻ tín dụng của S Bank, giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài S Bank, nhiều ngân hàng khác cũng áp dụng phương pháp tính lãi chồng lãi. Thông tin này được ông Võ Minh Tuấn, giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại cuộc họp báo định kỳ thành phố Hồ Chí Minh chiều 21 tháng 3. Theo ông Tuấn, hiện nay lãi suất cho vay theo quy định của ngân hàng nhà nước sẽ để các ngân hàng cung cấp dịch vụ thỏa thuận với bên sử dụng dịch vụ là khách hàng, không dùng biện pháp hành chính để điều hành lãi suất cho vay. Trừ lãi suất cho vay đối với 5 ngành ưu tiên hiện nay chỉ có 4% một năm. Ông Võ Minh Tuấn cho biết, hiện theo quy định tính lãi với các sản phẩm cho vay thông thường không bao gồm cho vay qua thẻ tín dụng quốc tế thì tính lãi dựa trên số gốc. Nếu có lãi chậm trả thì tính thêm, nhưng không quá 10% trên số tiền lãi chậm trả. Nhưng quy định này không quy định với vay thẻ tín dụng. Lý giải vì sao không có quy định trên đối với cho vay qua nghiệp vụ thẻ tín dụng, ông Tuấn đưa ra một ví dụ cụ thể. Ông Tuấn nói, khi mua sản phẩm 5 triệu đồng, tùy ngân hàng mà khách hàng sẽ không trả lãi trong vòng 30, 40, 5 năm ngày đầu, trong khoảng thời gian đã chi tiêu rồi, nếu vay thông thường phải trả lãi từ ngày chi tiêu, nhưng thẻ tín dụng được ưu đãi không trả lãi từ 30 đến 55 ngày. Nhưng nếu thời gian này không trả đầy đủ 5 triệu thì ngân hàng bắt đầu tính lãi cho số tiền chưa trả. Lúc đó ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất. Hiện nay lãi suất cho vay qua nghiệp vụ thẻ tín dụng dao động từ 20 đến 40%. Về việc có bao nhiêu ngân hàng tính lãi kép đối với thẻ tín dụng, ông Võ Minh Tuấn nói với phương pháp tính lãi kép trồng kép của ngân hàng Exim thì không chỉ một mình ngân hàng này tính lãi trồng lãi trong nghiệp vụ cho vay qua thẻ tín dụng quốc tế. Tuy nhiên, số lượng cụ thể có bao nhiêu ngân hàng thì chúng tôi cần thời gian thống kê. Ông Tuấn khuyến cáo người dân nếu có sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng, nên biết những tiện ích cơ bản cũng như những chính sách giá và phí của ngân hàng. Để không xảy ra những vụ việc tương tự, ông Tuấn cho biết Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng ra soát lại những chủ thẻ, tìm hiểu các chủ thẻ lâu không dùng thẻ để làm việc, tìm được sự thống nhất giữa ngân hàng và khách hàng để bảo vệ quyền lợi các bên. Mới đây, công an huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và ba trường hợp trẻ em bị lôi kéo bỏ nhà đi lao động trái phép. Cụ thể, ngày 18 tháng 3, Công an huyện Tân Uyên nhận được tin báo từ cô Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở xã Hố Mít về việc nhận được thư cầu cứu của em TTV, sinh năm 2010, trú tại bản Thảo, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, bị gia đình ép tảo hôn lấy cậu ruột làm chồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Tân Uyên đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hố Mít chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với công an xã Hố Mít tuyên truyền vận động gia đình cháu V biết hành vi ép con gái đi lấy chồng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật sau khi được tuyên truyền giải thích bố mẹ cháu ttv đã nhận thức được việc ép con tảo hôn là sai đồng thời gia đình đồng ý và ký cam kết từ nay không ép cháu v lấy chồng mà để cháu v tiếp tục đi học khi đến đủ độ tuổi theo luật định mới lập gia đình hiện tại cháu v đã trở lại trường để tiếp tục học Chính quyền địa phương huyện Tân Uyên ngày 21 tháng 3 cũng phối hợp với ngành công an, giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại trường trung học cơ sở xã Hố Miết về các nội dung liên quan, trong đó có nạn tảo hôn. Theo quy định của pháp luật, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đều là những hành vi bị nghiêm cấm. Nếu người nào thực hiện thì có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành chính hoặc nặng hơn có thể bị xử lý theo quy định của bộ luật hình sự. Trước đó, ngày 20 tháng 3, Công an huyện Tân Uyên tiếp nhận thông tin từ gia đình ba học sinh là VTL, sinh năm 2010, TTPN, sinh năm 2010, VTH, sinh năm 2010, đều là học sinh lớp 8A2, trường trung học cơ sở xã Hối Mít, bảo với gia đình là đi tắm nhưng không về nhà. Công an huyện đã triển khai lực lượng xác minh tìm kiếm. Qua xác minh nhanh, ba học sinh đã lên trên xe quy quy tại bản Pó Luân, xã Bắc Ta để đi làm thuê tại tỉnh Bắc Ninh đến 21h30 cùng ngày, Công an huyện Tân Uyên đã giữ được 3 học sinh tại điểm bán vé nhà xe Quy Quy tại thị trấn Tân Uyên. Qua tuyên truyền, giải thích và vận động các học sinh đã quay trở về trường. Qua tìm hiểu, ba học sinh này có quen một người lạ trên Facebook và người này đã rủ các cháu xuống Bắc Ninh làm thuê. Hiện các em học sinh đã được bàn giao cho gia đình và nhà trường quản lý những ngày qua cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip về một người phụ nữ có biệt danh cô đồng ngửi cao ở hà nội cụ thể khác với những người đồng cốt khác cô đồng này chỉ cần đưa quả cao lên mũi và ngửa là có thể nhìn âm thấu dương đỉnh điểm trong clip có một triệu lượt xem trên mạng xã hội cô đồng đưa quả cao lên ngửi là có thể nhìn ra mộ phần và cảnh người tai nạn thương vong theo người này vì quả cao có mùi tanh nên gần nhà người xem có đoạn dễ xảy ra tai nạn Ngoài những clip trên, còn rất nhiều clip khác quay lại cảnh cô đồng xem bói phán về mồ mả, gia tiên, đường công danh sự nghiệp, con cái hay bệnh tật. Thậm chí nhiều lần người phụ nữ này còn khẳng định người đến xem bị vong theo, mộ phạm, đứt long mạch, vân vân cần chi tiền cúng lễ. Theo tìm hiểu, cô đồng ngửi câu này có tên tài khoản TikTok là ngờ thờ thờ PL, đăng công khai số điện thoại để những người có nhu cầu đặt lịch đến để xem bói online và xem bói trực tiếp. Kênh TikTok của cô đồng Ngửi Cao hiện tại có khoảng 72.000 người theo dõi và gần 300 lượt thích, trong đó có không ít bình luận hỏi đặt lịch xem. Xem online cô chỉ xem tay, xem tướng, còn muốn xem cao thì phải đến tận nơi. Cô làm việc từ 8 giờ nhưng tuần này cô bận nhiều khóa lễ, nên chỉ có thể xem vào thứ ba, thứ tư, thứ bảy tuần sau, người phụ nữ này nói. Cũng theo người phụ nữ này, trước khi đến, người xem phải chuẩn bị hoa, quả hoặc bánh, đặc biệt phải mua 5 lá trầu, 5 quả cao, Số trầu cao này không được cúng lễ trước ở nhà hay bất cứ đâu, nếu cúng rồi là cô không xem được đâu, người phụ nữ nói. Khác với cô đồng Trương Hương vừa phán vừa hỏi đúng nhận sai cãi, cô này lại không cho con nhang chen vào câu nào. Trong một đoạn video dài chừng 5 phút thì chủ yếu là cô đồng ngửi cao tự hỏi tự nói, người xem chưa kịp trả lời hoặc trả lời ấp úng thì cô nhanh chóng nói tiếp. Hiện tại, hiện tượng cô đồng ngửi cao vẫn đang gây tranh cãi. Người ta đặt ra lo ngại về mê tín dị đoan và dẫn tới các trường hợp lừa đảo như sự việc của cô đồng bộ Cao Trương Hương. Ngày 22 tháng 3, Thanh tra huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh để làm rõ vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Theo đó, cuối năm 2023, Chánh Thanh tra huyện đã có quyết định thanh tra đột xuất việc quản lý sử dụng ngân sách ngoài ngân sách tại trường tiểu học Đồng Me, xã Đức Thuận, Tánh Linh. Theo báo cáo của đoàn thanh tra đối với nội dung chi chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo và chế độ phụ cấp ưu đãi khuyết tật cho bà DTH, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Me có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 8 năm 2023, trong bản phân công chuyên môn của nhà trường do bà H, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Me ký phân công cho chính bà H đứng lớp 2 tiết một tuần. Theo hồ sơ kế toán thời điểm trên, hiệu trưởng DTH đã nhận đầy đủ chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, phụ cấp ưu đãi khuyết tật với số tiền hơn 300 lên 301 triệu đồng. Tuy nhiên, qua làm việc với các cá nhân có liên quan thì tất cả giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đứng lớp, giáo viên đã chuyển trường và các cá nhân khác có liên quan đều khẳng định hiệu trưởng trường này không trực tiếp đứng lớp với định mức 2 tiết một tuần theo quy định. Bà DTH chỉ thực hiện việc đứng lớp sau khi có quyết định thanh tra đột xuất theo kiến nghị của đoàn thanh tra. Đây là nội dung phức tạp có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Ngày 22 tháng 1 vừa qua, thanh tra huyện đã làm việc với công an huyện, viện kiểm sát nhân dân huyện và ủy ban kiểm tra huyện ủy để đánh giá, phân tích các nội dung liên quan. Kết quả cuộc họp các ngành đều nhận định đối với nội dung nêu trên có dấu hiệu tội phạm. Thời gian thanh tra đã hết nên không thể tiếp tục xác minh để có kết luận chính xác, khách quan việc hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Me sai phạm hay không sai phạm. Do đó, thống nhất để tránh thanh tra huyện có quyết định chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tánh Linh để giải quyết theo quy định. Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình do Ban dân nguyện chuyển đến với nội dung cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định theo hướng tất cả nam thanh niên đến tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó mới được đi học đại học hoặc học nghề để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền cơ sở gọi thanh niên nhập ngũ. Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 cùng với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật được ban hành điều chỉnh một số nội dung cơ bản như quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự đối tượng tạm hoãn miễn gọi nhập ngũ trong thời bình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiêu chuẩn tuyển chọn về độ tuổi gọi nhập ngũ sức khỏe văn hóa chính trị đạo đức chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan binh sĩ và thân nhân chế tài xử phạt đã tạo hành lang pháp lý nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự sau hơn 7 năm thực hiện đã có phần quan trọng đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương đơn vị. Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, hàng năm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để bổ sung quân số cho các đơn vị thường trực và thay quân theo luật định, tạo nguồn lực lượng dự bị đồng viên hùng hậu, chất lượng cao, có phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Bộ Quốc phòng cho biết, Thực tiễn quá trình triển khai thực hiện đã có những khó khăn vướng mắc bất cập nhất định, trong đó có một số vấn đề mà cử tri tỉnh Thái Bình đã phản ánh, đó là thực hiện công bằng xã hội đối với mọi nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Cụ thể là theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế đất nước còn hạn hẹp và nhiều yếu tố khác chi phối nên chưa thể gọi hết nam thanh niên nhập ngũ, hàng năm chỉ gọi nhập ngũ từ 3,0 đến 3,2% trong tổng số thanh niên ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bộ Quốc phòng tiếp thu, nghiên cứu xem xét báo cáo chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 theo chương trình soạn thảo luật pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, nghiên cứu đề xuất chính phủ và các bộ ngành liên quan sửa đổi bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực nghĩa vụ quân sự, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện, góp phần thực hiện công bằng trong công tác tuyển quân. Liên quan vụ bị cáo uống thuốc quên sinh sau khi nghe tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên y án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo tối 21 tháng 3, theo nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, bị cáo đã tử vong. Bị cáo uống thuốc quyên sinh sau khi nghe tòa tuyên án là Lê Minh Lĩnh, 33 tuổi, vụ xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Trước đó, ngày 20 tháng 3, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm, phạt lệnh mức án 30 tháng tù giam. Sau đó, lĩnh cũng ra về như mọi người. Tuy nhiên, đến khoảng hơn 10 giờ ngày 20 tháng 3, Lĩnh gửi thư tuyên mệnh và đoạn clip dài 2 phút 55 giây cho luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong clip, Lĩnh nói lời vĩnh biệt với người thân, căn dặn mọi người cố lo cho ba đứa con của mình và gửi lời xin lỗi mẹ. Trong thư cũng như lời nói trong clip của mình, Lĩnh đều khẳng định bản thân bị oan. Ngay sau đó, luật sư đã nhanh chóng thông báo cho gia đình biết ý định quyên sinh của Lĩnh, nhưng khi người thân biết được thì Lĩnh đã uống thuốc diệt cỏ nên vội đưa đi cấp cứu. Trước đó, Tòa án Nhân dân huyện Cái Nước đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Lĩnh cùng 4 bị cáo khác về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, Lĩnh bị tuyên phạt 30 tháng tù giam và làm đơn kháng cáo kêu oan. Theo cáo trạng, 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3 năm 2022, tại một quán cà phê ở ấp Nam Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Lĩnh cùng uống nước và trò chuyện với bốn người bạn khác là Trần Duy Phương, biệt danh Phương Mắc, Trần Duy Phương, biệt danh Phương Kio, Đoàn Thế Nguyễn, Nguyễn Phát Lợi, Do có ý định đánh bài, Phương Bắc chạy đi mua bài ở tiệm tạp hóa và thấy hai người lạ là Nguyễn Vũ Kha và Nguyễn Hoàng Nam nhìn chăm chăm nên có lời lẽ thách thức đối phương. Sau đó Kha và Nam nói lại, nhưng Phương Bắc không nghe rõ và cho rằng họ chửi mình nên đã chạy về quán cà phê lấy một dao tự chế rồi rủ bốn người bạn đi công chuyện. Khi thấy Kha và Nam vẫn ngồi trong quán, Phương Bắc cầm dao chém liên tiếp vào người Kha, làm Kha bị thương ở cổ tay trái và bàn tay phải. Bị chém bất ngờ, Kha cầm ghế lên chống đỡ và đẩy Phương Mắc té xuống nền quán. Lúc này, bốn người bạn cũng xông vào quán để hỗ trợ Phương Mắc. Do Kha và Nam năn nỉ nên Phương Mắc và bốn người bạn trở về quán cà phê và giải tán. Thương tích của Kha được giám định là 25%, bao gồm các vết thương ở hai tay do Phương Mắc đã gây ra bằng dao tự chế, còn Nam bị thương nhẹ, không giám định thương tích. Ở hai tòa cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm, 4 trên 5 bị cáo kêu oan, trong đó có lĩnh. Tại phiên tòa lĩnh nhiều lần khẳng định không hề tham gia đánh nhau, tuy nhiên, cả hai cấp tòa đều không chấp nhận lời kêu oan của lĩnh, tuyên lĩnh tội cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm và bị phạt 30 tháng tù giam. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn số 809 trên SG gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện thị xã, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập. Trung học phổ thông có nhiều cấp học Giám đốc các trung tâm giáo dục nhà nước giáo dục thường xuyên việc nghiêm túc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, 6 và lớp 10 trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt trong công văn này Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường không thu tiền giữ chỗ hay bất cứ khoản thu nào khác gây khó khăn cho học sinh phụ huynh và bức xúc trong dư luận, không được thu giữ hồ sơ của học sinh nếu học sinh không có nguyện vọng theo học tại trường. Sở cho biết thời gian qua đã nhận được nhiều phản ánh về công tác tuyển sinh đầu cấp. Trong đó nhiều trường yêu cầu phụ huynh nộp tiền giữ chỗ hoặc thu giữ hồ sơ của học sinh. Điều này gây bức xúc cho học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Hà Nội hiện có gần 600 trường tư thục, từ mầm non tới trung học phổ thông. Các trường này thường xuyên tuyển sinh bằng xét học bạ hoặc tổ chức thi riêng. Theo quy định của hầu hết các trường, phí giữ chỗ cho phụ huynh nộp vào sẽ không được hoàn trả lại nếu học sinh không nộp hồ sơ nhập học tại trường. Còn nếu học sinh nhập học, trường sẽ khấu trừ vào các chi phí. Theo thống kê, một số trường tư đưa số tiền cọc thấp nhất hiện nay như trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu, Hà Đông, 1,2 triệu đồng một học sinh, trường trung học phổ thông FPT Thạch Thất 2 triệu đồng. Trong khi đó một số trường tư thục đưa ra mức phí nhập học khá cao, trên 10 triệu đồng như trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ cầu giấy 11 triệu đồng một học sinh, trường trung học phổ thông Newton 12 triệu đồng, trường trung học phổ thông Hà Nội Academy Tây Hồ 20 triệu đồng. Năm học 2024-2025, dự kiến hơn 50.000 học sinh Hà Nội không có suất vào lớp 10 công lập năm nay. Đồng nghĩa với việc hơn 50.000 phụ huynh suýt phải đối diện với mức phí giữ chỗ không rẻ nếu Sở Giáo dục và Đào tạo không quán triệt tình trạng đặt cọc giữ chỗ này. Cách đây 6 năm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội từng yêu cầu các trường tư không thu phí ghi danh giữ chỗ, nhưng sau đó việc này lại tiếp diễn. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Phan Hoàng Vinh, 32 tuổi, Lê Hoàng Việt, 29 tuổi, cùng ngụ huyện Trợ Mới, An Giang về tội giết người và Lê Thị Kim Thúy, 50 tuổi, mẹ của hai bị cáo về tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, Vinh, Việt là hai anh em ruột, đều nghiện ma túy, Vinh không có nghề nghiệp ổn định nên thường sống lang thang tụ tập với các đối tượng nghiện ma túy để có ma túy sử dụng. Khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2023, Vinh điều khiển xe máy hướng từ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ về thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khi đến khu vực cầu Cái Sắn thì gặp Trần Hùng Lĩnh, 43 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, đang ngồi trên cầu, hỏi đi nhờ xe về Long Xuyên. Trên đường đi, Lĩnh nói mình nghiện ma túy, kêu Vinh trở về nhà ở huyện Thoại Sơn sẽ cho 500.000 đồng. Vinh nói về nhà mẹ ruột để cất đồ, xong sẽ chở Lĩnh về Thoại Sơn. Sau đó Vinh chở Lĩnh đến nhà bà Thúy, để xe ngoài đường rồi đi vào nhà cất đồ thì Lĩnh bất ngờ lấy xe máy chạy về hướng phà An Hòa. Vinh chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp, nên quay về nhà lấy xe máy của ông ngoại, kêu Việt chở mình đuổi theo. Khi đi, Vinh lấy cây dao tự chế dài khoảng 50 cm đến phà An Hòa, Vinh Việt lên phà đang neo đậu tại cầu phao ở bờ ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Trợ Mới đón khách. Thấy lĩnh đang ngồi trên lan can phà, Vinh hỏi tại sao lấy trộm xe, rồi cầm dao chém nhiều nhát vào người lĩnh khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hai anh em Vinh về nhà cất giấu hung khí gây án trên đầu tủ giường ngủ của Vinh ở phía trước nhà và nói cho bà Thúy biết việc vừa giết người, Thúy la chửi Vinh. Sau đó, Việt trở vinh đến nhà bà nội ngủ qua đêm. Sáng ngày 16 tháng 2 năm 2023, Vinh Việt rời khỏi nhà bà và bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17 tháng 2 năm 2023, bà Thúy dọn dẹp nhà thì phát hiện cây dao tự chế của Vinh. Biết đây là hung khí gây án, người mẹ đã ném cây dao xuống sông nhằm che giấu hành vi phạm tội của con. Trong quá trình bỏ trốn, Việt biết cơ quan điều tra đang truy tìm nên đã ra đầu thú. Còn Vinh bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực cầu Mỹ Thuận thuộc tỉnh Vĩnh Long. Tại tòa, Vinh thừa nhận hành vi khai do bực tức việc lĩnh trộm xe nên ra tay sát hại. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phan Hoàng Vinh tù trung thân, Lê Hoàng Việt 10 năm tù cùng về tội giết người và Lê Thị Kim Thúy 1 năm tù treo về tội che giấu tội phạm, đồng thời buộc bị cáo Vinh có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 30 triệu đồng. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến cháu 3 tuổi tử vong, người bà bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3, bà L.T.H 56 tuổi cùng với cháu trai P.T.H 3 tuổi đang ở trong nhà tại thôn Quang Tiền, xã An Dũng thì Võ Văn Quý 32 tuổi, chú cùng thôn Quang Tiền, bất ngờ đi từ ngoài ngõ xông vào nhà dùng dao chém nhiều nhát vào bà Hát và cháu trai 3 tuổi. Nghe tiếng hét thất thanh, hàng xóm chạy đến thì phát hiện cháu Hát nằm bất động giữa nền, còn bà Hát bị thương. Sau đó lực lượng công an đã ập vào hiện trường bắt giữ Võ Văn Quý. Bà Hát cùng cháu nội được người thân đưa tới bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cháu Hát đã tử vong, còn bà Hải tiếp tục được đưa đến bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị tiên lượng nặng. Theo lãnh đạo địa phương, Quý từng đi xuất khẩu lao động, hiện là lao động tự do. Gia đình bà hát cách nhà nghi phạm hơn 500 m gần đây không có mâu thuẫn, xích mích gì với xóm làng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Mới đây, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu trường khẩn trương giải quyết vụ gần 1.400 học sinh trường quốc tế Mỹ Việt Nam AISVN đến trường nhưng không có giáo viên giảng dạy. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng trường thực hiện chuyên môn, quản lý nhà trường đúng theo quy định. Trường cần nhanh chóng có giải pháp xử lý chấm dứt tình trạng giáo viên xin nghỉ đồng loạt để bảo đảm việc tổ chức hoạt động giáo dục ổn định. Sở đề nghị trường thực hiện các giải pháp duy trì và tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục đúng kế hoạch chương trình, bảo đảm tối đa quyền lợi học tập cho học sinh, giải quyết cho các em chuyển trường theo nhu cầu của phụ huynh. Trường quốc tế AISVN có trách nhiệm thực hiện báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông qua phòng quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập trước 15 giờ hàng ngày. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trường quốc tế AISVN phải đặt ưu tiên trong việc bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học của học sinh bị gián đoạn. Lãnh đạo sở này cũng đề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và trường có vốn đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận học sinh có nhu cầu chuyển từ trường quốc tế AISVN đến học. Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con học tại trường quốc tế Mỹ gửi đơn cầu cứu gây xôn xao dư luận. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng quản trị trường lên làm việc. Sở cũng đã cử đoàn cán bộ trực tiếp đến trường để làm việc. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 3, hàng chục phụ huynh trường quốc tế AISVN tập trung tại trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Hồ Chí Minh, PC03 và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc gần 1400 học sinh bị nhà trường cho nghỉ học ngày 18 tháng 3 và nhiều vấn đề khác liên quan đến trường. Theo các phụ huynh, ngày 17 tháng 3, hội đồng trường quốc tế AISVN tổ chức họp với phụ huynh học sinh để thông tin về tình hình hoạt động của nhà trường. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Út Em, chủ tịch hội đồng trường cho biết tài chính của trường hiện khó khăn, không ổn định, trường không thể trả lương cho giáo viên và nhân viên trường nhiều tháng nay. Dù trường đã tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết tình hình khó khăn về tài chính hiện nay nhưng không khả thi. Buổi làm việc diễn ra hơn 8 tiếng đồng hồ không tìm được tiếng nói chung giữa nhà trường và phụ huynh. Đến 21 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Út Em gửi email cho toàn thể phụ huynh thông báo về việc tạm cho học sinh nghỉ học trong ngày 18 tháng 3. Sau một ngày cho học sinh nghỉ học và bị phụ huynh kịch liệt phản đối, tối ngày 18 tháng 3, bà Nguyễn Thị Út em đã gửi email tới toàn thể phụ huynh thông báo việc trường sẽ mở cửa tiếp tục dạy học vào ngày 19 tháng 3. Tuy nhiên, kể từ thời điểm trường mở cửa trở lại, trường không hề có giáo viên đứng lớp. Học sinh đi học hay không, đến hay về đều không có bất kỳ sự kiểm soát nào từ nhà trường. Một số phụ huynh cho biết, họ đưa con đến trường nhưng phải ngồi ở căng tin vì không có giáo viên giảng dạy.